Người đàn ông này đang buồn bã rơi lệ trên con đường hoang vắng thì đột nhiên một chiếc xe tông thẳng đít xe anh, đã buồn lại còn thêm xui. Dòng Hà đi xuống kiểm tra thì đã kinh hoàng phát hiện ra có hai người đàn ông đã bỏ mạng trong đó. Quá hoảng hốt, anh lập tức gọi cho 112. Nhưng khi nhìn thấy một đống tiền béo bở thì Dòng Hà đã quyết định tắt máy. Rồi anh ấy nhanh nhẹn vơ vét tất cả vào trong ba lô, nhìn gương chiếu hậu có xe đi đến. Dòng Hà hoảng sợ không nói lên lời. Tuy vậy anh vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn, may mắn là họ chỉ đi ngang qua. Vậy lý do gì khiến anh ta lại không báo cảnh sát mà lại tham lam lấy đi số tiền đó? Câu chuyện phải kể từ Dòng Hà là một giảng viên dạy đại học. Anh có một người vợ là Eun Ju, một cô con gái tuổi teen xinh xắn và cậu con trai hoạt bát. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ Dòng Hà là người thành công gia đình hạnh phúc, nhưng thật ra gia đình anh đang lâm vào cảnh khốn khổ thiếu tiền. Cậu con trai bị bệnh tim bẩm sinh, đang rất cần nhiều tiền chữa trị, còn người vợ thì đang muốn ly hôn với anh vì Eun Ju cho rằng anh là một người không có chính kiến và thiếu trách nhiệm với gia đình. Một ngày nọ, đài truyền thông đã đưa tin tức một giáo sư bị bắt vì quấy rối tình dục với sinh viên. Nam chính nghe vậy thì ngớ người, hóa ra vì mong muốn trở thành giáo sư kiếm nhiều tiền hơn mà Dòng Hà đã đi vay mượn rất nhiều tiền để hối lộ về giáo sư kia giúp mình chạy chức, cứ ngỡ sẽ có một công việc hái ra đống tiền, ngờ đâu bây giờ lại tiền mất tật mang, thậm chí bây giờ còn không có tiền chữa bệnh cho con trai, đến trường giảng dạy thì lại bị học sinh coi thường, người vợ thì giận dữ đưa các con về quê, cuộc đời thật lắm bất công, nên Dòng Su đã buồn bã rơi lệ trước dòng đời nghiệt ngã. Thì ngay lúc đó anh đã gặp phải chiếc xe đụng chúng mình, dù rất muốn báo cho phía cảnh sát, nhưng số tiền kia có thể giúp anh thay đổi mọi thứ. Vì thế mà Dòng Hà đã cắn rứt lương tâm của mình. Sau đó anh đã phóng xe tới một bãi đất trống, anh vẫn còn rất hoàn hồn với những chuyện vừa xảy ra. Tuy vậy nam chính vẫn đạp xe hai bánh quay lại chỗ đó, xem đã có ai phát hiện ra hai cái xác đó chưa. Thấy chưa có người nào phát hiện ra điều gì, Dòng Hà vội vã vận chuyển một cái xác vào cốp xe, xác còn lại thì đặt lên ghế đằng trước, rồi lái xe đi vào đường tránh máy quay an ninh. Nhưng thật chớ trêu, trước mặt lại là trạm kiểm tra nồng độ cồn. Thấy thế Dòng Hà vô cùng lo sợ, thật may mắn là đã có một chiếc xe khác thông chốt. Nhân cơ hội đó nam chính đã nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy, nhưng cảnh sát liền dí theo anh ấy. Thế anh đã nhanh trí phóng xe vào một góc tối, rồi lập tức tắt máy và dễ dàng qua mặt họ. Tiếp đó anh lái xe thẳng về gara nhà mình. Tuy nhiên Dòng Hà vẫn run sợ trước những chuyện vừa xảy ra. Đột nhiên cậu vàng nhà hàng xóm cắn inh ỏi trong đêm, dù vậy người chủ lại không phải là kẻ hóng hớt nên đã nhanh tay dẫn cậu vàng rời đi. Đâm lao thì phải theo lao, nên Dòng Hà quyết định sẽ chôn hai cái xác tại sân nhà mình. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi anh vừa phải xúc đất vừa phải trông coi gã hàng xóm. Nhưng rồi anh đã thành công chôn hai cái xác và Dòng Hà đã rửa sạch những vết máu trên xe. Rồi anh đã đem chiếc xe đó vứt ở một nơi vắng vẻ, quần áo dính máu anh cũng phi tang ngay tại chỗ. Làm mọi việc cho ra ngô ra khoai thì Dòng Hà đã bắt xe buýt trở về nhà, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng sáng sớm hôm sau, một nữ thanh tra đã tìm đến chiếc xe đó. Hóa ra một người trong hai cái xác là cảnh sát Chìn, nhờ vào GPS đã gắn từ trước nên do hơn đã tìm đến được đây. Tuy vậy thì cô vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Mặt khác bên phía tổ chức tội phạm cũng đang rất nát não vì số tiền đã mất. Tay xã hội đen Wang Cheon chính là người phụ trách đợt vận đơn này. Vì đã làm mất tiền của ông trùm Dòng Sô nên anh đã bị ông ta tặng thẳng cái cốc vào đầu. Nhưng Wang Cheon khẳng định sẽ tìm bằng được hai tên đàn em, rồi sẽ trực tiếp đem tiền về cho ông trùm. Ngay sau đó Wang Cheon đã tìm đến vị trí chiếc xe, vì trước đó anh ta cũng gắn GPS vào đó. Cách đó không xa, thanh tra Do Hơn đã lặng lẽ theo dõi bọn chúng. Cùng lúc đó, người vợ đã phát hiện ra Dòng Hà đã chuyển cho ai đó hết 35 triệu won. Hóa ra đó là số tiền hai vợ chồng tích lũy để chữa trị cho con trai. Nhưng tiếc là Dòng Su đã dùng nó để hối lộ cho giáo sư chạy chức. Tuy vậy thì số tiền đó đã không cánh mà bay. Biết số tiền bị bốc hơi như vậy, người vợ đã lập tức đưa các con trở về nhà. Và cô đã mắng xối xả vào mặt anh chồng. Nhưng Dòng Hà lại nói dối rằng một người bạn đang có ý định mở công ty xuất bản sách giáo khoa nên anh đã góp vốn làm ăn cùng. Ấy thế người vợ bắt anh phải lấy số tiền đó về, vì số tiền đó là mạng sống của cậu con trai. Nhưng cô ấy đâu biết Dòng Hà vừa hốt được mẻ tiền khổng lồ. Nhưng vì có thể đây là số tiền phi pháp nên nam chính đã lên mạng tìm cách rửa tiền. Anh đang hăng say tra cứu thì đột nhiên cô con gái đã gõ cửa. Hóa ra vì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ sân vườn nên Eun Ju không tài nào ngủ được, mà đây lại chính là nơi Dòng Hà chôn hai cái xác. Nhưng anh đã trấn an con gái, đó là tiếng điện thoại người hàng xóm. Rồi Dòng Hà vội vã bới tung sân nhà lên. Sau khi tìm được chiếc điện thoại của cái xác đó, anh lập tức đem nó đi thủ tiêu. Nhưng trên đường đi, vô tình nam chính đã lướt qua tay xã hội đen Wang Cheon. Hóa ra lần theo định vị trên chiếc xe thì anh ta phát hiện chiếc xe dừng một hồi lâu ở đây, nên rất có thể người và tiền đang ở thị trấn này. Tuy vậy thì chưa xác định được tiền ở nhà nào nên Wang Cheon đã cho người dò soát xung quanh. Nam chính lái xe chuyển được một hồi thì đột nhiên có người nào đó gọi vào chiếc máy. Nam chính vô cùng bàng hoàng vì người gọi lại chính là người vợ, rõ ràng đang có điều gì đó mờ ám. Vì quá tò mò, Dòng Su đã không thủ tiêu nó nữa mà đã đem về lấy tay của cái xác để mở khóa điện thoại. Thông qua những đoạn tin nhắn đường ngọt, Dòng Hà phát hiện ra đây chính là người tình của vợ. Vậy là nam chính đã bị cô ấy cắm sừng bấy lâu nay. Cùng lúc đó, do không tóm được tên tội phạm nào, còn đồng đội thì mất tích không dấu vết, nên thanh tra Do Hơn đã bị cấp trên trách móc một cách thậm tệ. Và nếu chuyện này bị lộ ra thì bọn họ chắc chắn sẽ bị tước phù hiệu, nên
nên ông ta bắt họ phải xóa hết dấu vết liên quan đến vụ cảnh sát chìm. Tuy vậy, cô và đồng đội vẫn tiếp tục theo dõi động tĩnh của băng Rong Sô, mà lúc này Wang Cheon đã thuê một căn nhà trong thị trấn với mong muốn tìm ra đống tiền, và anh ta đã hạ lệnh cho đàn em đi tìm hiểu về những hàng xóm quanh đây. Mà lúc này, sau khi phát hiện ra người vợ ngoại tình, tuy vậy Rong Ha chỉ giữ nó trong im lặng. Ấy thế Eun Ju khẳng định bọn họ sẽ phải ly hôn vì cô cho rằng anh là kẻ vô dụng, đến mọi việc cơm áo gạo tiền anh còn không lo nổi, thậm chí Eun Ju còn phải mượn tiền mẹ đẻ để sinh sống. Mà chủ căn nhà này sắp về đây ở, nên bọn họ sẽ phải dọn ra nơi khác và tiền nhà tiền điện cũng sắp đến hạn trả. Nhưng Rong Ha khẳng định mình sẽ lo hết và anh hứa từ giờ cô sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc nữa. Ngay sau đó, nam chính tiếp tục lên mạng tìm cách rửa tiền và đã có người nhận lời giúp anh, nhưng Rong Ha lại bị cắt ngang. Hóa ra cậu con trai muốn rủ người cha cùng chơi bóng. Vì thế Rong Ha không do dự mà đã nhận lời. Ngay lúc đó, tay xã hội đen Wang Cheon đã ở xa quan sát hai người. Đột nhiên cậu con trai hụt hơi nên đã ngất lịm. Thấy vậy, Wang Cheon vội vã tới hô hấp cho thằng nhóc và may mắn Rong Ha đã đưa nhóc đến bệnh viện kịp thời. Nhưng bác sĩ khuyên họ cần chú ý đến thằng bé trong thời gian chờ đợi tìm người hiến tim, cũng vì vụ việc chơi bóng đó mà Rong Ha lại tiếp tục bị người vợ trách móc. Tuy vậy, cô một lần nữa khẳng định bọn họ phải ly hôn vì Eun Ju nói chẳng cần gì từ anh cả, chỉ mong Rong Ha trả lại tiền phẫu thuật cho con trai. Điều đó đã khiến cho nam chính trở nên suy tư. Nhưng lúc này Rong Ha phát hiện ra đã có người nhận rửa tiền, vì vậy anh nhanh chóng gom một chút vào bao tải. Thế nhưng lúc anh rời đi đã để Wang Cheon ở xa hay biết. Tuy vậy, đàn em đã thông báo cho anh ta một tin dữ: người hàng xóm ở căn nhà đối diện rất khả nghi, được biết anh ta còn trồng xà cân trong nhà. Vì thế mà họ nghi ngờ hai tên đàn em mất tích đã ngó vào đó, thế nên họ đã xuống tay với cậu vàng. Anh cân xà thì cũng bị họ tẩn trong một trận. Rồi họ bắt đầu kiểm tra vòng quanh ngôi nhà. Sau đó Wang Cheon trực tiếp và lệch hàm anh xà cân, và Wang Cheon muốn biết tiền và người của tao đang ở đâu. Nhưng vì bản thân không biết nên anh xà cân đâu thể trả lời được. Tuy vậy, nhìn anh ta nhởn nhơ cười như ngáo cỏ Mỹ nên bọn họ nghi ngờ anh xà cân đang đánh trống lảng, vì thế họ trực tiếp cắt một ngón chân đe dọa. Lúc này thì anh xà cân đã từ cười chuyển sang khóc, vì chỉ muốn là một anh nông dân bình thường trồng xà cân và hưởng thụ cuộc sống, cớ sao bản thân lại bị tra tấn dã man như vậy. Vì vậy anh xà cân quyết định phản kháng, bản năng chó điên cũng được mở lên, thằng nào lệch sóng là ăn ngay một phát chém, có thể nói là không ngán đối thủ nào. Nhưng vì thân cô thế cô chiến đấu nên rất nhanh anh xà cân bị đánh cho ra bã, thậm chí còn bị ăn liên hoàn đấm từ Wang Cheon. Cuối cùng là một cú đá văng chí mạng, chiếc liềm găm thẳng vào cổ đã khiến anh xà cân về với đất mẹ. Rõ ràng anh ta không phải là kẻ họ cần tìm. Cùng lúc đó, theo lời chỉ dẫn trên mạng, nam chính đã tìm tới được chỗ người rửa tiền. Vì lần đầu làm chuyện này nên Rong Ha có chút ngượng ngùng, nhưng rồi anh ta đã giúp nam chính bằng cách rửa tiền điện tử. Phí dịch vụ sẽ là 30% trên tổng số tiền rửa được. Rồi anh ta bảo nam chính hãy về đi, khi nào được anh ta sẽ liên lạc cho Rong Ha. Cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hời hợt quá nên nam chính trực tiếp gói tiền đem về. Cơ mà làm ăn cứ như trẻ con vậy nên người rửa tiền tỏ ra khó chịu và bực bịu, và anh ta nghi ngờ Rong Ha là cảnh sát chìm tới điều tra án. Thế nên người rửa tiền đã Asolo cho đàn em bao vây tứ phía. Thấy vậy nam chính hoảng hốt bỏ chạy và nhanh tay tạo vật cản cho bọn chúng. Nhưng vì bọn chúng không khác gì quân nguyên nên Rong Ha lập tức nhảy cửa sổ ra ngoài. Dù rất đau đớn nhưng anh vẫn gắng sức bỏ chạy rồi lập tức lái xe rời khỏi nơi này. Và Rong Ha đã tới bệnh viện xem lại vết thương. Dù vậy thì phi vụ rửa tiền coi như công cốc. Đang buồn chán thì anh đã nhìn thấy băng đảng Wang Cheon đang vác thứ gì đó, mà đó lại là xác anh cân xả. Nhưng tò mò là con đường dẫn đến tử thần nên nam chính liền lập tức ngoảnh mặt đi. Tuy vậy sáng hôm sau Rong Ha đang định chở con gái đi học thì cảnh sát đã kéo tới nhà anh xả cân. Hóa ra vì phát hiện ra chú chó chết ngoài cửa nên đã có người báo tới cho cảnh sát. Nhưng hiện tại anh xả cân đã mất tích. Nam chính nhớ lại thứ hôm qua bọn Wang Cheon vác, rất có thể đó là xác anh xà cân. Sau đó nam chính lái xe chở con gái đi được một hồi thì ngay lập tức Wang Cheon đã chặn đầu và anh ta thắc mắc Rong Ha làm ca đêm hay sao mà buổi tối thường xuyên hay ra ngoài vậy. Nhưng Rong Ha đã nói dối là mình thường xuyên đi bộ, nhưng đi bộ thì lái ô tô đi theo làm gì. Tuy vậy anh ta hẹn Rong Ha hôm nào làm tí cà phê ở phía cạnh khác, vì để tiến hành công tác điều tra, thanh tra Do Hơn cũng thuê một căn nhà trong thị trấn nhằm mục đích theo dõi động thái của tên Wang Cheon. Mà lúc này Wang Cheon đã được đàn em cho biết nam chính đã tới chỗ người quen rửa tiền. Vậy thì chắc chắn thằng này đã lấy tiền của mình. Cùng lúc đó vì cảm thấy quá day dứt, anh không thể làm ngơ sự việc tối hôm đó nữa mà đã quyết định thông báo nặc danh cho cảnh sát biết, cho rằng anh xà cân mất tích có liên quan đến gã Wang Cheon. Thế nên ngay sau đó phía cảnh sát đã tìm tới nhà hắn, nhưng vì không có lệnh khám xét nên đàn em đã ngăn cản lại ngay. Ấy thế Wang Cheon lại đồng ý cho họ khám xét. Quả nhiên sau khi thám thính một vòng quanh nhà thì họ cũng chả hề tìm thấy thứ gì. Thông qua camera gắn vào người, thanh tra Do Hơn cũng đang ở ngoài theo dõi bọn họ, nhưng rõ ràng bọn chúng đã chôn xác anh cân xà ở nơi khác. Cùng lúc đó Kang Jun Hay cũng chính là em vợ của ông trùm, và em vợ đã cho anh rể biết tên Wang Cheon đã giết chết một người trong lúc tìm tiền. Thêm cả việc cảnh sát đến khám xét nhà vì sợ Wang Cheon gặp chuyện sẽ liên lụy đến băng đảng, nên Kang Jun muốn người anh hãy
tống cổ Wang Cheon ra khỏi băng đảng. Nhưng vì Wang Cheon trước đây là anh em kết nghĩa của ông trùm, nên Jong So có chút lưỡng lự. Cùng lúc đó, Thanh Tra đã tìm đến bốt điện thoại công cộng, chính là nơi Jong Ha gọi đến báo án. Và Thanh Tra đã xem lại camera vào thời điểm đó, nhưng do quá mờ nên chỉ có thể nhìn thấy biển xe. Dù vậy, Do Hơn vẫn hạ lệnh cho cấp dưới kiểm tra biển số xe này. Tối đến, Thanh Tra đã tới nhà anh Sở Cân kiểm tra, hy vọng tìm ra chút manh mối gì đó. Và cô đã phát hiện ra một mảnh thủy tinh dính máu. Thì đúng lúc cấp dưới gọi tới cho cô biết, họ đã xác nhận biển số xe đó là của Jong Ha. Nhưng thật bất ngờ khi kiểm tra hồ sơ lý lịch, thì lý lịch của anh ta rất trong sạch, thậm chí còn chưa bao giờ nhận giấy phạt gì, đúng nghĩa với một công dân gương mẫu. Nên Thanh Tra cho rằng anh ấy là người tốt, có lẽ Jong Ha chỉ vô tình vướng vào việc này. Cùng lúc đó, trước khi về nhà, nam chính đã gọi điện tới cho cậu con trai, muốn cậu ngó xem gã hàng xóm Wang Cheon có nhà không. Cu cậu liền cho người cha biết bên đó đang mở đèn. Vì thế mà Jong Ha liền phóng xe về nhà. Cơ mà không ngoài dự đoán, đám người Wang Cheon đã chặn đường anh. Sau khi hỏi han vài ba câu, anh ta lập tức đấm thẳng mặt nam chính. Vì thế mà Jong Ha đã phải khai ra toàn bộ sự việc. Nhưng Jong Ha đã biết quá nhiều về chuyện này, nên họ quyết định sẽ chôn sống anh nhằm bịt đầu mối. Jong Ha biết vậy thì vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh gia đình nam chính, Wang Cheon quyết định sẽ tha mạng cho anh. Nhưng với một điều kiện, nam chính sẽ phải làm trả nợ cho anh ta. Công việc là đi giao mai thúy cho khách hàng, cộng với sơ yếu lý lịch sạch sẽ như Jong Ha, thì rõ ràng đây sẽ là một kẻ vận chuyển hoàn hảo. Sau đó đàn em thắc mắc có nên đưa lại số tiền cho ông trùm Jong So hay không, nhưng biết bản thân sắp bị ông trùm đá đít, nên Wang Cheon muốn tìm lối đi riêng trước khi bị đá. Còn số tiền thì vẫn để cho nam chính cầm. Thế nhưng Wang Cheon đâu biết, trong số đàn em hắn lại có kẻ làm chim lợn cho tên em vợ Kang Jun. Vì thế mà Kang Jun đã nắm rõ được tình hình về số tiền, thậm chí ngay cả việc Wang Cheon muốn tách ra làm ăn riêng. Bên cạnh đó, người vợ và con gái đã xảy ra cãi vã chỉ vì Eun Ju liên tục càm ràm xăm soi về con bé. Trong cơn nóng giận, Eun Hu đã trách móc người mẹ chỉ biết ép bố ly dị và làm khổ ông ấy. Vậy tại sao hai người không ly hôn dùng đi? Vì thế mà Eun Ju đã tức giận dạy dỗ con bé. Vì thế mà Eun Hu quyết định bỏ nhà đi bụi. Mà lúc này Wang Cheon đã tìm đến nam chính và anh ta đã giao phi vụ đầu tiên cho Jong Ha, thậm chí còn lôi gia đình Jong Ha ra đe dọa để cảnh cáo nam chính phải hoàn thành phi vụ. Anh ấy sẽ phải đi giao chai nước này tới Busan. Đây là một loại mai thúy được pha trộn vào chai nước. Cùng lúc đó, người vợ tới gặp mặt hội bạn bè. Thông qua cuộc trò chuyện ở đây, thì cô đã nhận ra nam chính đã nói dối về việc góp vốn làm ăn với người bạn, mà thực chất Jong Ha đã dùng số tiền đó để hối lộ mua chức. Chưa định hình những chuyện xảy ra, thì hiệu trưởng lại gọi cô tới trường. Hóa ra con gái đã cúp học ngày hôm nay. Mặc cho Eun Ju có nhắn thế nào, thì con bé vẫn không hề hồi âm một lời. Có lẽ Eun Hu vẫn còn đang giận người mẹ. Sau đó người mẹ đã tới hỏi thăm nhóm bạn của Eun Hu, nhưng hai người đều không biết Eun Hu đi đâu. Cùng lúc đó Wang Cheon đã tới gặp ông trùm Jong So. Ấy thế Wang Cheon lại nói dối vẫn đang tìm kiếm tiền. Jong So tỏ ra phàn nàn khi anh làm việc chậm chạp như rùa vậy, vì số tiền đó sẽ phải giao đến cho băng cầm đầu. Được biết băng cầm đầu chính là nguồn cung cấp mai thúy, còn băng đảng của ông trùm Jong So đảm nhận phân phối. Mỗi phi vụ giao dịch xong thì bọn họ sẽ lấy tiền phí còn đâu phải đem lại hết cho băng cầm đầu. Vì vậy Wang Cheon muốn tự thân đi gặp băng cầm đầu để xin họ thêm thời gian đi tìm tiền. Nhưng sau khi Wang Cheon rời đi, em vợ khẳng định chắc chắn Wang Cheon đã tìm thấy tiền, vì vừa mới hôm qua Kang Jun đã được chim lợn báo cho biết. Biết vậy em vợ muốn Jong So đi lấy tiền về đây, không thì bọn họ sẽ không thể giao dịch với băng cầm đầu. Mà lúc này người mẹ đã tìm được con gái. Hóa ra Eun Hu đang đi trốn cùng với cậu bạn trai chầu tre. Cô định bỏ đi nhưng đã bị mẹ ngăn lại. Ấy thế Eun Hu vẫn tỏ ra thái độ bướng bỉnh. Mặc dù người mẹ có thuyết phục hay nói nhẹ nhàng ngọt với con bé đến đâu, thì Eun Hu vẫn quyết định bỏ đi cùng với cậu bạn trai. Cùng lúc đó nam chính đã tới địa điểm giao hàng, thì đột nhiên có một em gái xuất hiện và em ấy dặn Jong Ha hãy đi theo mình, nhưng hãy cách xa 10 mét. Sau khi đi tới một đường hầm, thì đột nhiên có hai kẻ nào đó trùm đầu anh, rồi lập tức hộ tống Jong Ha đi đâu đó. Đến khi Jong Ha mở mắt ra, thì đã phát hiện một anh giai tha thu kín người, thậm chí còn có thêm một tay giang hồ bận trận khác. Hóa ra đây chính là khách mua hàng, vì biết nam chính là giảng viên đại học, nên Doraemon cười như mùa thu tỏa nắng, nhưng rồi hắn lại tỏ ra cay cú. Vì rõ ràng Doraemon là đầu phân phối lớn nhất Busan, một chai nước làm sao đủ bán được, và hắn muốn lần sau ít nhất phải đem 3 chai đến, nếu không Doraemon sẽ cắt tờ jean nam chính. Jong Ha biết vậy thì run lẩy bẩy không nói thành lời, rồi chúng liền tiếp tục cúp túi bóng vào đầu anh và trực tiếp ném anh xuống một thành phố cùng với túi tiền to trả bá. Đúng lúc anh nhận được tin nhắn của Wang Cheon, anh ta muốn nam chính trở về Seoul ngay bây giờ. Còn Wang Cheon cũng được đàn em hay tin cho biết nam chính đi giao hàng rất suôn sẻ. Sau đó Wang Cheon liên lạc cho băng cầm đầu nhưng lại không có hồi âm. Mà lúc này đàn em băng Jong So đã bắt đầu lôi phóng lợn ra, vì đã được thằng chim lợn báo cho số tiền đang ở nhà nam chính, nên bọn chúng quyết định đi cướp lại tiền. Nếu như băng thằng Wang Cheon xuất hiện thì cứ giết sạch sẽ từng đứa một cho tao. Cùng lúc đó người vợ đã nói với nam chính rằng cô đã biết sự thật về số tiền tích lũy của hai người, nhưng Jong Ha lại tiếp tục nói dối. Ngày mai người bạn sẽ trả lại tiền cho anh, nhưng số tiền nhận được sẽ là tiền mặt.
mà lúc này con gái đã trở về nhà. Nguyên nhân là do không có tiền. Eun Hu cho rằng thế giới này không có tiền thì chả làm được tích sự gì hết, nhưng vẫn giận mẹ nên cô đã lén lút ngồi ở sân vườn. Biết vậy, cậu em đã đưa thức ăn cho cô, nhưng rồi ông trời cũng cho đổ cơn mưa, nên Eun Hu đành phải đi vào gara trú mưa. Tại đây vô tình cô bé đã phát hiện ra một túi tiền. Ở phía cạnh khác, băng đảng Jong So đã tụ tập đầy đủ, mã tấu mã tùng cũng được rút hết ra, tình hình cũng trở nên căng thẳng. Ấy thế khi chuẩn bị đột nhập vào nhà nam chính lấy tiền, thì đột nhiên em vợ nhận được cuộc gọi. Một nhân tố bí ẩn nào đó đã cho biết nơi này đang thuộc tầm ngắm của phía cảnh sát. Vì sở dĩ thanh tra đang theo dõi tên Wang Cheon, thế nên các sư huynh sư đài lại phải dầm mưa chim cút khỏi đây. Mà lúc này cậu con trai nhắn tin thì lại không thấy chị gái trả lời, nhưng lại thấy một chiếc mô tô rời đi từ phía nhà mình. Cậu đi xuống kiểm tra thì đã bị người mẹ phát hiện. Vì thế mà cậu đã cho biết chị gái đã trở về nhà. Nhưng khi người mẹ vào gara kiểm tra thì đã ngỡ ngàng phát hiện ra một bọc tiền đang vương vãi tứ tung xuống sàn nhà. Nam chính chạy đến biết vậy thì vội vã bỏ lại vào ba lô. Có lẽ vì tìm thấy được tiền nên cô con gái đã lấy nó rồi tiếp tục bỏ nhà đi bụi. Nhưng nếu số tiền này mà mất một cắc thì xác định tên Wang Cheon sẽ chôn sống anh. Vì vậy nam chính lao xe như chấm đi tìm con gái. Cơ mà tên Wang Cheon cũng đã phát hiện ra anh rời khỏi nhà. Gọi điện thoại thì thuê bao quý khách vừa gọi, chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra thông qua thiết bị theo dõi. Thanh tra Do Hơn cũng đã phát hiện ra Wang Cheon rời khỏi nhà, vì vậy họ lập tức đi theo dõi bọn chúng. Còn nam chính vẫn không ngừng kiếm tìm con gái. Anh cầm ảnh Eun Hu đi hỏi han khắp nơi, nhưng cũng chẳng nhận được thông tin gì. Wang Cheon gọi đến anh cũng không bận tâm mà bắt máy. Ấy vậy mà anh ta đã tìm đến đây, không nói không rằng, anh ta liền để đàn em tẩn Jong Ha một trận. Phía cảnh sát ở ngoài theo dõi biết vậy thì lương tâm cắn rứt vô cùng. Sau đó Jong Ha đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh ta biết. Mà lúc này con gái đã cùng bạn trai chẩu che tới nhà nghỉ, dự tính sẽ dùng số tiền này ăn chơi xuyên đêm suốt sáng. Nhưng bạn trai tỏ ra ngại trước số tiền khổng lồ này. Có phải bố em là trùng Mai Thúy hay sao mà lắm tiền thế? Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên chủ quán gõ cửa phòng bọn họ. Vì rõ ràng hai đứa còn đang tuổi thành niên nên ông ta muốn họ rời khỏi đây. Ấy thế trước khi rời đi, chủ quán đã trông thấy vài cục polymer dưới chân giường. Lòng tham trong người đã trỗi dậy nên ông ta gọi thêm đàn em tới răn đe hai đứa vì muốn liếm sạch trọn vẹn số tiền này. Một thằng đàn em khuyên đại ca hãy giết hai đứa nhóc bịt đầu mối. Biết vậy Eun Hu hoảng sợ cầu xin họ tha mạng. Mà lúc này cấp dưới thanh tra muốn tới can thiệp cứu giúp nam chính, nhưng Do Hơn cho rằng nếu tên Wang Cheon muốn giết Jong Ha thì hắn ta đã làm từ lâu rồi, và cô vô cùng khó hiểu khi hắn lại để cho nam chính sống. Cùng lúc đó Wang Cheon đã nhận được tin nhắn từ băng cầm đầu. Họ đã nhắn địa điểm ngày mai giao dịch cho anh ta. Sau đó nhờ vào các mối quan hệ, Wang Cheon đã dễ dàng biết được vị trí của con gái nam chính. Vì vậy ngay lập tức anh ta cùng đàn em liền tìm đến đó. Cùng lúc đó bạn trai đã bị tẩn trong một trận, còn mấy tên đàn em thì sung sướng như đi chảy hội. Ấy thế mà Wang Cheon đã tới đây, không cần phải lòng vòng như Hải Phòng. Cậu em lập tức đấm vơ mõm thằng ở cửa. Vừa thấy Wang Cheon đi vào trong, mấy ông cháu vẫn họ oai máu chiến lắm, thậm chí còn đòi cắt cổ anh ta. Nhưng chúng đâu biết đã động phải cọp. Quả nhiên từng thằng đều bị xúc cho một trận, thậm chí họ còn đổ axit vào mặt bọn giang hồ mõm này. Còn Wang Cheon không chút do dự cắt tay một cú cháu, khiến cho tên đó chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Nam chính thấy vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, và Wang Cheon đã bắt Jong Ha phải đem tiền về chỗ cũ. Sau đó Jong Ha đã đi vào trong gặp con gái rượu. Thay vì mắng nhức con bé hay là đập cho cậu bạn trai chầu che một trận, thì Jong Ha tỏ ra rất bình tĩnh, và anh muốn hai đứa phải quên những chuyện xảy ra trong hôm nay, coi như không có gì xảy ra. Thậm chí khi trở về nhà, anh còn khuyên Eun Hu không được kể với mẹ, những chuyện xảy ra hôm nay phải giữ bí mật. Người vợ thắc mắc nam chính đã tìm thấy con gái ở đâu. Jong Ha không chút mảy may nói dối ở karaoke. Thông qua kiểu nói lắp bắp của Jong Ha, người vợ nghi ngờ anh đang giấu giếm điều gì đó. Nhưng vì đã để lộ chỗ giấu tiền nên Jong Ha đã giấu vào một chỗ kín hơn. Ngay sau đó Wang Cheon đã gửi tin nhắn cho anh, đó là địa điểm giao Mai Thúy vào ngày mai. Jong Ha biết vậy thì chỉ có thể thở dài, không biết bao giờ tên này mới chịu buông tha cho mình. Cùng lúc đó, sau khi chứng kiến Wang Cheon và nam chính đi cùng nhau tới khách sạn, thanh tra Do Hơn đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Vì vậy cô muốn cấp dưới hãy tới nhà nam chính lắp máy quay. Nhưng sáng hôm sau, thanh tra đã phát hiện ra tên Wang Cheon đã rời khỏi nhà đi đâu đó. Hóa ra là anh ta đến gặp băng cầm đầu, nhưng chưa cả thấy người băng cầm đầu đâu thì anh đã bị đánh phủ đầu từ phía sau. Người đó không ai khác là chỉ huy băng cầm đầu. Hắn ta thắc mắc tại sao Wang Cheon không đem tiền đến đây, rồi trực tiếp đạp thẳng mặt anh ta. Đến khi tỉnh lại thì Wang Cheon đã bị trói chặt một chỗ, và chỉ huy đã tra tấn anh thừa sống thiếu chết, bắt Wang Cheon phải khai ra chỗ để tiền. Ấy thế Wang Cheon hứa sẽ trả lại số tiền không thiếu một xu, nhưng với một điều kiện, băng cầm đầu phải làm ăn chung với anh ta. Ban đầu chỉ huy cũng không đồng ý, nhưng sau khi nhận được điện thoại từ một nhân tố bí ẩn và Wang Cheon hứa sẽ làm thục mạng như trâu như chó để phục vụ cho băng cầm đầu, thì chỉ huy đã nhận lời đồng ý.
thậm chí còn bảo kê cho Wang Cheol khỏi băng Yongso vì tội phản bội khỏi băng đảng. Phía bên này Yongso cũng đã nhận ra Wang Cheol quay lưng với băng đảng. Biết vậy em rể sôi máu muốn giết anh ta, nhưng Yongso cho rằng không thể vì Wang Cheol đã được ban cầm đầu bảo kê quay trở lại với phía nam chính. Anh lại phải tiếp tục đi giao mai thúy cho tên Wang Cheol, lần này là giao một chai nước đến Incheon vì thấy người chồng có biểu hiện kỳ lạ. Cộng với số tiền không rõ nguồn gốc kia, nên người vợ đã quyết định đi theo dõi Dong Ha. Sau đó Dong Ha đã đến điểm hẹn, nhưng nơi đây lại là một khách sạn 5 sao. Cứ ngỡ Lễ Tân là đối tác cần giao hàng, nên anh trực tiếp đưa chai nước tẩm mai thúy cho cô. Nhưng cô Lễ Tân lại không hiểu anh đang nói gì. Đến khi chị quản lý xuất hiện, nhìn vào chai nước thì chị cũng hiểu ra vấn đề và nói Dong Ha hãy đi theo mình. Theo con đường chỉ dẫn, anh lại gặp một cô gái khác đang chờ sẵn và đã dẫn anh băng qua nhà bếp rồi đến các hàng ăn Trung Quốc. Nhưng đến những gian cuối thì Dong Ha vô cùng bất ngờ, các dân chơi giới trẻ đầu nằm la liệt khắp nơi. Đây chính xác là một nơi bay lắc trá hình khách sạn. Lúc này Dong Ha đã đưa cho khách hàng chai nước tẩm mai tóe, nhưng cô em tỏ ra không bằng lòng vì mới số hàng ít ỏi này họ sẽ không đủ bán. Nhưng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn vào camera tổng họ đã phát hiện quân triều đình đang ập vào đây, vì thế mà tên chủ nghi ngờ Dong Ha là cớm. Nhưng vì không có thời gian nên hắn và cô em đã nhấc mông bỏ chạy. Dong Ha chạy ra ngoài thì trông thấy dòng người đang hối hả rời khỏi. Vì cớm đang di chuyển lên phía trên này nên Dong Ha vội vã trốn vào WC rồi quăng dây thoát hiểm xuống phía dưới, làm vậy là để đánh lừa cảnh sát. Tuy vậy thì chạy đâu cho thoát khỏi quân triều đình, hàng loạt các dân chơi xóm đều bị gô cổ về đồn. Eun Ju ở xa trông thấy nam chính thì vô cùng bất ngờ, nhưng khi lên đồn chất vấn, cảnh sát đã cho biết họ nhận được tin có người mua bán mai thúy ở đó. Nhưng với người có hồ sơ trong sạch như Dong Ha, anh không chơi mai thúy vậy thì anh đến đấy làm gì ấy. Thế nam chính lại nói dối bản thân tới đó tìm gái mại dâm vì không có chứng cứ buộc tội, nên rất nhanh Dong Ha đã được thả ra. Nhưng vừa ra đến cửa thì người vợ đã đứng chờ anh sẵn và cô ấy đã trực tiếp cho anh một cái bạt tai. Lần này thì Dong Ha đã không thể bao che được nữa nên anh đã kể lại toàn bộ sự thật cho cô biết. Nhưng anh lại không kể về việc hai cái xác ở sân nhà vì biết người chồng đang vận chuyển mai thúy nên cô cho rằng anh bị điên thật rồi, thậm chí cô còn muốn lên đồn cảnh sát báo án. Nhưng Dong Ha khẳng định mình không hề muốn làm, anh làm vậy tất cả là vì gia đình, nếu không làm theo lời tên Wang Cheol thì e rằng bọn chúng sẽ làm hại đến gia đình anh. Nhưng người vợ liền trực tiếp chửi bới anh, cô cho rằng anh chỉ là một kẻ vô tích sự, thậm chí từ nay cô sẽ không coi anh là người nhà nữa, cảm thấy không còn được tôn trọng. Dong Ha đã bóc mẽ chuyện vợ ngoại tình ra và anh cho rằng chính cô mới là kẻ hủy hoại gia đình mình. Biết vậy Eun Ju chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Wang Cheol cũng xuất hiện tại đây, thay vì trách móc về vụ việc giao mai thúy bất hòa lần này thì anh ta lại khuyên nam chính về nhà nghỉ ngơi. Ngày đêm tối đó, Wang Cheol đã xử lý tên đàn em chim lợn tại trận vì cái tội dám bếp xếp tất cả mọi việc cho em vợ biết. Mà lúc này cấp dưới thanh tra đã tìm đến cha ruột nam chính, được biết người đàn ông này là Ray Oxo, ông ấy là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, đối tượng ông nhắm đến là những quý bà quyền lực. Ngoài mặt thì ông tỏ ra rất lịch sự và sang trọng, nhưng thực chất Ray Oxo rất nghèo nàn và phải sống khổ sở trong căn phòng chật hẹp ấy. Thế chỉ cần quý bà nào alo hẹn gặp cái là ông lại lên đồ như một giám đốc ngay. Quay trở lại hiện tại, thanh tra muốn Jae Okso phải hợp tác với họ, nếu không Do Hơn sẽ cho ông ăn cơm nhà nước. Vì thực chất Jae Okso đã có 7 tiền án trong người, còn mục đích hợp tác là vì cái gì thì chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé. Mà lúc này Wang Cheol đã vác thằng chim lợn tới tìm ông trùm Yongso. Thấy vậy em vợ nhận ra tên này đã biết tất cả mọi chuyện, vì vậy Kang Jun bắt đầu buông lời khiêu khích Wang Cheol, thậm chí còn cầm dao hung hăng tấn công anh ta, kết quả là bị đấm cho say sầm mặt mày, oai như cóc ghẻ là thế. Wang Cheol cũng thông báo cho ông trùm Yongso biết từ nay bọn họ sẽ không còn là anh em thân thiết nữa, mà chặng đường phía trước sẽ là đối thủ của nhau. Khi Wang Cheol chuẩn bị quay xe ra về thì đã có một tay anh chị nào đó đến gặp ông trùm, thì ra Yongso biết băng cầm đầu đã cho mình ra rìa nên ông trùm muốn tìm đối tác làm ăn mới ấy. Thế em vợ lại không ngờ đồng chí này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì nể mặt anh rể nên hắn đành nhẫn nhịn một bước. Được biết đối tác này là chủ tịch Kim, một tay xã hội khét tiếng ở tỉnh Incheon. Ở phía cạnh khác, sau khi cãi nhau nảy lửa với anh chồng, Eun Ju muốn được đưa các con về quê chung sống với mẹ ruột. Kết quả là bà mẹ chỉ im lặng rồi bỏ đi. Mà lúc này Jae Okso đã tìm đến nhà nam chính. Hai đứa trẻ rất bỡ ngỡ trước người đàn ông này, thậm chí họ còn không tin đây là ông nội của mình vì nam chính đã từng nói với chúng rằng ông nội bị bệnh và đã qua đời lâu rồi. Vì thế mà Ray Oxo vô cùng tức giận. Đến khi Dong Ha trở về thấy vậy thì anh đã phải đứng hình mất 5 giây, nhưng Dong Ha trực tiếp đuổi cổ ông ta ra khỏi nhà. Thấy ông ta chống đối anh đã lên cơn thịnh nộ, thậm chí hai bố con còn tỉ thí võ công cho mọi người xem. Đến khi người vợ gọi cảnh sát thì mọi việc mới có thể trở nên yên xuôi. Tuy vậy người vợ lại trở nên ấm ức vì rõ ràng trước kia anh bảo ông nội mất rồi mà. Hóa ra vài năm về trước Jae Okso đã lấy hết tiền tiết kiệm của vợ bỏ đi. Lúc đó bà mẹ và nam chính vô cùng khổ sở. Vài năm sau mẹ Dong Ha đã mất vì tai nạn ấy. Thế Ray Oxo lại xuất hiện để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của bà. Vì vậy kể từ đó nam chính đã không còn coi ông ta là cha nữa, và Dong Ha không muốn gia đình mình liên quan đến ông ấy. Vì vậy nam chính hứa với vợ ngày mai sẽ đuổi ông ta đi.
và Jong Ha cũng xin lỗi vợ về chuyện hôm trước. Anh đã nhận lỗi và không trách móc gì cô ngoại tình cả, vì anh biết cô cũng có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng anh thắc mắc tại sao cô muốn ly hôn. Ấy thế Eun Ju lại lạnh nhạt nói, vì không có anh tôi vẫn sống ổn. Cùng lúc đó Thanh Cha Do Hơn vô cùng thắc mắc khi xe chở tiền lại di chuyển vào thị trấn Nam Chính, và cô nghi ngờ Jong Ha đang giấu giếm thứ gì đó, nên bọn Wang Cheon mới đe dọa anh ấy. Vì thế cô mới muốn Rae Ok So hợp tác và tới tiếp cận sinh sống cùng gia đình con trai, và cô cũng cho ông biết Jong Ha đang gặp nguy hiểm. Anh ấy đã dính đến một băng nhóm Mai Thúy, nên Do Hơn muốn ông phải tìm cách cứu lấy họ. Khi ông nắm giữ được bất cứ thông tin gì thì hãy gửi tới ngay cho cô ấy. Vậy mà ngay buổi sáng hôm sau, Jong Ha đã đưa cho người cha một khoản tiền và muốn ông ta phải rời khỏi đây, nhưng Rae Ok So đã lấy lý do tìm phòng trọ để ở đây thêm một tuần nữa. Biết vậy Jong Ha tức tối quay người bỏ đi, mà lúc này Wang Cheon đã nhận được tin nhắn của băng cầm đầu. Họ muốn anh mang tiền giao dịch đến Busan vào tối mai, nhưng anh kêu đàn em hãy chuẩn bị tinh thần vì ông trùm Jong So hợp tác với chủ tịch Kim, nên chắc chắn phải có lý do gì đó. Phía bên này nam chính đã điều tra về tình nhân của vợ mình, được biết anh ta tên là Han Cheon, hay cũng chính là cảnh sát chìm mà thanh tra đã cài vào băng đảng Jong So, và cũng chính là một trong hai cái xác được chôn ở sân vườn nhà nam chính. Sau đó, Jong Ha đã nhận được tin nhắn của Wang Cheon. Anh ta nói rằng ngày mai có việc quan trọng cho anh làm. Jong Ha nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Mà lúc này Rae Ok So đã hỏi mượn điện thoại con dâu, rồi ông giả vờ trò chuyện vui vẻ với một người bạn. Nhưng rồi ông đã lấy điện thoại khác, quay lại toàn bộ đoạn tin nhắn trong máy người vợ, và ông phát hiện con dâu đã ngoại tình bên ngoài. Sau đó, ông trầm tư ngồi rít nicotine, thì đột nhiên cậu vàng đào bới thứ gì đó. Quá tò mò, Rae Ok So liền ra xem thử, thì đã kinh hoàng phát hiện ra xác người. Vì thế ông lập tức gọi tới ngay cho thằng con trai. Biết vậy Jong Ha như thể chết lặng. Vì vậy mà nam chính đã kể lại toàn bộ sự việc cho người cha biết, nhưng lại nói dối số tiền đó đã đem trả cho bọn chúng. Sao mày ngu thế hả con trai? Mày không biết báo cho cảnh sát à? Nhưng Jong Ha khẳng định bản thân cũng là đồng phạm. Sau đó thanh tra đã nhắn tin đến cho Rae Ok So hỏi han tình hình, nhưng vì một lòng thương con trai nên ông đã nói dối vẫn chưa có thông tin gì. Cùng lúc đó bệnh viện đã cho người mẹ biết họ đã tìm được người hiến tim cho cậu con trai, nhưng bây giờ quan trọng là không có tiền. Và cô cũng không hiểu sao Jong Ha đi giao Mai Thúy mà không nhận được đồng tiền nào, và cô đã thử kiểm tra gara xe nam chính có để đó không, nhưng lại không thấy đồng nào. Hôm sau là ngày giao tiền cho băng cầm đầu, và Wang Cheon đã đứng ở cửa gara chờ sẵn anh. Nhưng Jong Ha thắc mắc, mình còn phải làm việc này đến bao giờ? Bao giờ thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Tuy vậy Wang Cheon lại không nói gì về việc đó, mà chỉ dặn anh phi vụ này rất quan trọng nên cấm để xảy ra sơ sót. Nhưng khi Jong Ha vừa lái xe rời đi thì đã bị chủ tịch Kim cho đàn em theo dõi. Vì thế băng đảng Jong So đã bắt đầu ra trận, bọn chúng dự định sẽ cướp tiền từ tay nam chính rồi đem cho băng cầm đầu. Mà cảnh sát thì cũng đang theo dõi bọn chúng, nhận được tin tức thanh tra cũng liền đuổi theo bọn họ. Mà lúc này nam chính đang đổ xăng thì đột nhiên tên em vợ nhắn tin đến cho anh, hắn đe dọa sẽ giết gia đình anh nếu như Jong Ha không gọi lại cho em vợ. Tuy vậy Jong Ha vẫn lái xe đến điểm hẹn của Wang Cheon, rồi họ đã đổi cho nam chính một cái xe khác, còn Wang Cheon và đàn em thì sẽ dùng xe nam chính. Jong Ha đang định lên xe mới ngồi thì lại phát hiện người vợ đang ở trong đó. Jong Ha thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, hóa ra Eun Ju đã sớm biết anh chồng có liên quan tới Wang Cheon, vì vậy cô đã tìm đến anh ta. Cô hứa sẽ giữ im lặng tất cả mọi chuyện, nhưng đổi lại Wang Cheon không được làm hại đến con cô và phải cho cô tiền chữa bệnh cho con trai. Quay trở lại hiện tại, sau khi bàn giao xe xong xuôi, bọn họ đã bắt đầu đem tiền đến cho băng cầm đầu, nhưng họ đâu biết thanh tra đã ở xa theo dõi. Vì vậy sau khi xe nam chính rời đi, đàn em chủ tịch Kim liền thông báo vị trí cho đại ca, chỉ riêng thanh tra nhận ra nam chính đang ngồi trên xe khác. Bên này Jong Ha không hiểu tại sao người vợ lại dính đến việc này, nhưng Eun Ju khẳng định nếu làm việc này thì bọn họ sẽ có tiền phẫu thuật cho con trai, vì phi vụ hôm nay rất quan trọng nên cô ở đây là để canh chừng anh. Nhưng nam chính khẳng định kết quả có như thế nào thì tên Wang Cheon cũng sẽ không buông tha cho anh. Cùng lúc đó theo lời đàn em uy tín, chủ tịch Kim đã mò đến vị trí xe nam chính, cơ mà người bước xuống xe lại là Wang Cheon. Thấy vậy chủ tịch Kim liền combat cho đàn em một trận. Em vợ biết vậy thì không khỏi thương xót cho lũ ốc lợn. Đúng lúc nam chính gọi đến cho hắn, tuy vậy Kang Jun nói chỉ cần nam chính đưa tiền cho hắn thì tôi sẽ giết tên Wang Cheon hộ anh. Nhưng đang có người vợ ngồi kế bên nên anh chỉ nói địa điểm giao tiền cho băng cầm đầu cho hắn biết. Có địa điểm trong tay em vợ đã trở nên hot wire, nay mấy thằng ốc lợn đi theo anh đi không lại lạc đường đấy. Chủ tịch Kim nghe vậy thì cay lắm, nên hắn đã ra lệnh cho đàn em, bao giờ tìm được tiền hãy xiên chết thằng Kang Jun cho tao. Mà lúc này vợ chồng nam chính đã tới địa điểm giao dịch, đó là một khách sạn 5 sao. Theo lời tên Wang Cheon căn dặn thì bây giờ họ chỉ cần ở đây một đêm rồi về và đợi tin nhắn từ anh ta là xong việc. Nhưng Jong Ha thì lại không tin lời thằng cha đó. Đúng lúc đó em vợ lại tiếp tục gọi đến cho anh, vì vậy anh đã lén lút trốn vợ bắt máy. Tuy vậy nam chính rất cẩn thận hỏi lại hắn, liệu có thật sự khi tôi giao tiền cho anh thì anh sẽ không làm hại đến gia đình tôi không? Đủ mé Sài Gòn cái thằng này, nếu tao muốn giết gia đình mày thì tao đã làm từ lâu rồi. Và em vợ khẳng định
chỉ cần cứ đưa tiền đây phát thì hắn sẽ bắn chết Wang Cheol. Cảm thấy chuyện này nghe cũng hợp lý, nên anh đã kể lại cho người vợ biết. Ôi ông ơi, ông ăn gì mà khôn như heo thế? Nếu đưa tiền hết cho hắn, thì lấy đâu ra tiền phẫu thuật cho con trai hả rời? Nói xong thì cô ấy cũng bỏ đi luôn. Nhưng hai người đâu biết, thanh tra và cấp dưới đang theo dõi họ. Ấy thế mà người vợ đã nhận ra thanh tra đang theo dõi mình. Vì vài ngày trước thanh tra đã thập thò ở cửa nhà cô, nên Eun Ju cho rằng đó là cô hàng xóm mới chuyển đến. Nhưng hàng xóm gì mà lại mò tận tới Busan này? Vì vậy Eun Ju khẳng định cô ta là quân triều đình, nên cô vội vã dục Jong Ha mau chóng rời khỏi. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, em vợ và chủ tịch Kim đã tìm đến đây, nhưng Kang Jun lại cho rằng không việc gì phải nhăn nhó. Anh bạn cứ đem tiền đây còn đâu để tôi lo. Trong lúc đi thang máy xuống tầng hầm lấy tiền thì đột nhiên cấp dưới thanh tra xuất hiện tại đây. Tình hình đã trở nên căng thẳng, nhưng đột nhiên có người gọi đến cho cấp dưới. Ấy thế anh ấy lại nói ra khỏi thang thì mình sẽ nghe. Cơ mà anh cấp dưới còn chưa cả bấm nút thang máy, rõ ràng đây chắc chắn là cấm rồi. Vì thế đúng 1 phút 30 giây sau, chủ tịch Kim đã độc ác đâm dao vào cấp dưới. Tuy vậy thân thủ anh chàng này cũng không tồi, nhận thấy đang rơi vào thế khó. Chủ tịch Kim yêu cầu em vợ giúp một tay, nhưng Kang Jun lại chẳng hề bận tâm. Nhân cơ hội đó, vợ chồng nam chính lập tức rời khỏi. Rồi họ nhanh chóng lái xe tẩu thoát, còn thanh tra thì lập tức chạy đến chỗ cấp dưới trọng thương. Lúc này em vợ lại tiếp tục gọi đến khủng bố tinh thần Jong Ha, nhưng lần này Jong Ha đã không còn tin tưởng hắn nữa. Còn thanh tra thì vẫn tiếp tục truy sát bọn họ. Tên chủ tịch Kim cũng đuổi tới xe em vợ, hắn rất cay cú vì em vợ dám bỏ mặc mình. Sở dĩ hai anh em này đã không ưa nhau ngay từ đầu, nhân cơ hội này họ sẽ tìm cách đưa đối thủ xuống bãi tham ma. Ở phía cạnh khác, cậu con trai đã chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Ông nội rất tò mò tại sao sắp lên thớt rồi mà cháu không sợ. Hỏi ra thì mới biết, đây là phẫu thuật lần thứ 4 của nhóc rồi. Tuy vậy cậu nhóc cảm thấy tội lỗi phần nào, vì việc phẫu thuật rất tốn tiền, rõ ràng còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho bố mẹ. Mà lúc này hai anh em chó mèo vẫn không ngừng truy sát đối phương. Nhưng rất nhanh sau đó, em vợ đã cho chủ tịch Kim úp thẳng vô lề đường, đen đuổi thay xe thanh tra cũng bị vạ lây, rồi hắn tiếp tục dí theo xe nam chính. Thấy container trước mặt, Jong Ha nhanh tay ốp cua đánh lừa em vợ. Kết quả là xe em vợ bị tông trực diện và xe container bị lật đổ xuống mặt trận, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa. May mắn là em vợ vẫn còn nhen răng sống. Hắn tiến tới xe nam chính muốn kiểm tra tiền, nhưng tiếc là chỉ còn cái nịt mà thôi. Quân triều đình thì cũng đã kéo đến nơi, nên em vợ bước đi khệnh khạng bỏ chạy. Nhưng thanh tra đã trông thấy tên này. Quả nhiên em vợ gắng sức chạy được một đoạn thì Do Hơn đã vác hàng nóng tìm đến nơi. Ấy thế hắn lại muốn giao kèo với cô. Nếu như thanh tra tha mạng cho hắn lần này thì hắn sẽ cho cô biết nội gián trong phía cảnh sát, vì em vợ đã móc nối với người đó. Và tên nội gián này đã sai khiến em vợ giết chết Han Cheol, vì vậy cô đã miễn cưỡng chấp nhận giao kèo này, chờ đợi câu trả lời từ tên em vợ. Cùng lúc đó, hai vợ chồng nam chính đã cầm tiền tới một địa điểm an toàn, nhưng khi đổ ra thì lại là một cân sắt vụn. Hóa ra nam chính đã bị Wang Cheol dắt mũi, số tiền thật đã được anh ta giao cho băng cầm đầu. Quả là một kế hoạch y quy chót lọt. Còn Jong Ha thì tỏ ra vô cùng phẫn nộ, anh đã bị Wang Cheol coi như một con tốt lợi dụng. Mà lúc này ông trùm Jong Soo vô cùng cay cú, hàng chục thằng đàn em to cao như thế mà không thằng nào đem được tiền về đây, vì đã thất hứa không giao được tiền cho băng cầm đầu. Lo sợ sẽ bị họ phái sát thủ tới giết, nên Jong Soo vội vã chuẩn bị xách ba lo và đi, thậm chí còn đem theo cả hàng nóng phòng thân. Cùng lúc đó em vợ đang rên rỉ trong đau đớn vì không dám thò mặt tới bệnh viện, nên Kang Jun chỉ có thể tự tay xử lý vết thương. Đúng lúc thanh tra gọi đến cho hắn, nhưng em vợ muốn cô bao giờ tìm được cách cứu mình thì Kang Jun mới nói tên kẻ nội gián ra. Ở phía cạnh khác, ngoài mặt là chỉ huy băng cầm đầu, nhưng thật ra tên này cũng là một cảnh sát cấp cao, đi đến đâu cũng đều có người kính nể. Và hắn đã ra lệnh cho Wang Cheol phải đi thanh toán nam chính để bịt đầu mối, rồi ẩn náu đi đâu đó một thời gian, chờ ngày băng cầm đầu liên lạc lại cho anh ta. Quay trở lại phía nam chính, họ tới bệnh viện thì đã thấy cậu con trai đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật. Nhìn người con trai nằm đó, Jong Ha liền rời đi. Người vợ thắc mắc anh lại tính làm gì nữa, nhưng Jong Ha lại nói mọi chuyện cứ để anh lo. Hãy tin anh lần cuối cùng và khuyên cô hãy ở lại chăm lo con trai. Sau đó thanh tra đã tìm đến gặp nam chính, mặc cho Jong Ha có chối cãi đến đâu, nhưng cô đã biết tất cả chuyện phi pháp anh làm. Trước khi rời đi, cô còn đe dọa anh sẽ không được sống yên ổn đâu. Mà lúc này chỉ huy băng cầm đầu đã được đàn em cho biết vị trí Jong Soo, vì vậy chỉ huy đã Aslo cho đàn em. Quả nhiên Jong Soo đang đứng tắm nắng thì đàn em đã ập vào thông báo cho hắn biết. Quá hoảng sợ, hắn vội vã tìm nơi ẩn náu khác. Còn bên này em vợ tới cửa hàng mua thuốc, nhưng y tá khuyên hắn bị thương nặng như vậy thì nên tới bệnh viện. Ấy thế hắn lại nói không phải việc của bà. Nhưng em vợ vừa ra đến cửa thì đàn em băng cầm đầu đã nhen răng cười chào đón. Lúc này ông trùm Jong Soo vừa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở một nơi rất xa, còn hai thằng đàn em thì cong đít bỏ chạy. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, Jong Soo định mò ra nhưng cửa đã bị khóa và một chiếc xe tải đang đóng kịch kim về phía hắn. Cứ như vậy một vụ tai nạn đã được diễn ra. Sau đó em vợ và Jong Soo đều bị quăng xuống một bãi cống, ai nấy cũng đều bị tra tấn một trận dã man. Chưa dừng lại ở đó, chỉ huy đã ném xuống một con hàng nóng. Anh ta chỉ muốn một người được sống
và em vợ đã nhanh tay lấy được súng. Đến nước này anh em trong nhà cũng trở thành thù và em vợ vô cùng bức xúc. Nếu ngay từ đầu Jong-so nghe lời hắn khử tên Wang Cheol thì mọi việc đã không thành ra nông nỗi này. Nói xong thì hắn nhẫn tâm dã cho anh rể thành cái sàng lọc cát, sau đó chỉ vì muốn em vợ phải đi giết Wang Cheol và nam chính. Đúng thật tên này độc ác không khác gì quỷ Sa Tăng, hắn muốn tất cả bọn họ tự giết lẫn nhau, kẻ cuối cùng còn sống sót thì sẽ về đầu quân cho hắn. Sau đó em vợ đã đến gặp nam chính, vì biết Jong Ha đang muốn cuộc sống trở lại bình yên như trước, nên Kang Jun đề nghị bao giờ nam chính gặp Wang Cheol thì hãy báo thời gian và địa điểm cho tao, rồi tao sẽ cho người nó dỗ như tổ ong luôn. Cơ mà cuộc trò chuyện này đã để đàn em Wang Cheol hay biết. Từ đây Wang Cheol cũng nhận ra ý đồ của tên chỉ huy. Còn nam chính sau khi nghe xong những lời đề nghị từ em vợ thì anh cảm thấy có chút lưỡng lự trong lòng, nhưng nếu muốn trở lại cuộc sống bình yên thì có lẽ đây là lựa chọn cuối cùng. Lúc này Thanh Cha đã gọi đến cho tên Kang Jun và cô muốn hắn phải nói tên kẻ nội gián ra thì cô sẽ giúp hắn không phải ăn cơm nhà nước, nếu không thì cứ đeo sẵn cái xích vào cổ. Vì vậy mà em vợ đành phải nói ra, nhưng thật bất ngờ kẻ nội gián đó lại là trung úy sở cảnh sát, hay cũng chính là người bạn thân và là cấp trên của Thanh Cha. Do hơn biết vậy thì cảm thấy thất vọng phần nào, vì vậy Thanh Cha đã hạ lệnh cho cấp dưới điều tra và chứng minh trung úy là kẻ nội gián. Lúc này nam chính đã có cuộc hẹn với Wang Cheol và lần này anh đã trở tên em vợ đi cùng. Tình hình ngày một căng thẳng, nhưng hắn đâu biết Wang Cheol đã nhận ra ý đồ này. Vì thế đàn em Kang Jun đã bị xử lý ngay tại chỗ. Cùng lúc đó Kang Jun dặn nam chính hãy về nhà và chờ tin, còn mọi chuyện bây giờ cứ để tao lo. Rồi em vợ từ từ tiến vào trong điểm hẹn, nhưng đợi mãi mà không thấy Wang Cheol xuất hiện, mà chỉ thấy đàn em anh ta lao ra tặng cho vài nhát dao, rồi họ liền trói chặt em vợ một chỗ. Tuy vậy Kang Jun vẫn rất ngổ ngáo nguyền rủa bọn họ, nhưng vì biết sắp bị tử thần cắt cổ nên em vợ đã cầu xin cánh tay phải Wang Cheol tha mạng. Rõ ràng trước đây bọn họ đều là anh em một nhà, cớ sao bây giờ lại thành ra nông nỗi như vậy? Và em rể nhìn về phía nam chính, hắn thắc mắc tại sao Jong Ha lại không nói gì, rõ ràng anh ta cũng muốn hắn giết Wang Cheol cơ mà. Không để cho em vợ giải thích nhiều lời thêm nữa, họ liền thắt cổ đại pháp khiến Kang Jun đã phải đoàn tụ với các cụ. Jong Ha thấy thế vô cùng hoảng hốt, nhưng thật kỳ lạ là họ lại không giết nam chính và chỉ khuyên nam chính hãy về nghỉ ngơi, chờ đợi bọn họ liên lạc. Hóa ra sau khi tên em vợ đến đề nghị với Jong Ha thì nam chính lại đến kể lại cho Wang Cheol biết. Thấy thế anh ta cũng chia sẻ cho Jong Ha biết, chỉ huy băng cầm đầu đang ra lệnh cho tôi giết anh. Vậy là hai người đều bị nằm trong mục tiêu của băng cầm đầu, nên họ đã quyết định tìm đường sống. Quay trở lại hiện tại, Jong Ha trở về nhà thì phát hiện cảnh sát đã bao vây kín nhà. Hóa ra bọn họ đang lục tung sân vườn nhà anh, mong muốn tìm ra xác của cảnh sát chìm Han Cheol. Nhưng thật kỳ lạ là tìm kiếm một hồi thì cũng chẳng hề tìm ra cái xác nào, nên họ đành phải đóng quân rời khỏi. Nhưng Thanh Cha khẳng định kể cả xuống tận địa ngục để tìm thì nhất định cô sẽ phải tìm ra, vì Han Cheol chính là người thân của cô. Sau khi cảnh sát rời đi thì Jae-ok So mới cho thằng con trai biết sự thật. Hóa ra ông già đã chôn cái xác sang sân nhà Wang Cheol, và Jae-ok So khuyên thằng con trai từ nay hãy sống cho đàng hoàng, vì dấn thân vào chuyện này quá sâu thì con sẽ không thể quay trở lại với gia đình được nữa đâu. Cùng lúc đó Wang Cheol đã lên đường tìm kiếm tên chỉ huy, nhưng lại chỉ gặp tên đàn em hắn. Thấy có người đột nhập, thằng em liền rút rìu mãng xà ra chơi khô máu luôn. Kết quả là bị Wang Cheol đấm cho nằm bệt tại chỗ, thậm chí còn bị anh ta dọa cho thọt hai hòn trứng cút, và anh muốn hắn hãy liên lạc cho tên chỉ huy. Mà lúc này do cảm thấy quá tò mò về Han Cheol, nam chính lại một lần nữa mới tung đất lên và anh lấy đi chiếc điện thoại của anh ta. Hóa ra tên em vợ biết Han Cheol là cảnh sát chìm nên đã sai thuộc hạ sát hại anh ta. Trên đường đi giao mai thúy về, tên đàn em và Han Cheol đã xảy ra xô xát, nhưng rồi cả hai người cũng đều phải bỏ mạng. Chiếc xe mất kiểm soát mà đã tông thẳng đít xe Jong Ha. Biết vậy Jong Ha cảm thấy day dứt với việc mình đang làm. Lúc này tại đồn cảnh sát, Thanh Cha đã bắt đầu nói khé trung úy đừng tự nhận mình là gia đình cảnh sát nhưng lại luôn phản bội và đâm sau lưng nhau. À, cái này tôi chỉ đang nói vu vơ mà thôi. Nhớ về quá khứ ngày nào trước khi Han Cheol giả dạng tội phạm trà trộn vào băng đảng Jong-so, anh đã khuyên cô đừng để lại bất cứ chứng cứ gì và đừng nên tin ai ở đồn cảnh sát này hết. Anh biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, nhưng vì Han Cheol không có gia đình nên có chuyện gì xảy ra thì cũng đâu có ai khóc cho anh chứ. Nhưng đâu biết Thanh Cha lo lắng cho anh rất nhiều. Càng nhớ về ngày hôm cuối cô gặp Han Cheol, giọt nước mắt do hơn không ngừng tuôn trào. Đúng lúc nam chính nhắn tin đến cho cô, hóa ra vì cảm thấy quá day dứt trong lòng, cộng với lời khuyên từ người cha, Jong Ha đã cảm thấy bản thân tội lỗi phần nào, nên anh đã quyết định cho cô biết vị trí chôn xác Han Cheol. Dù biết anh ấy đã bị chúng giết, nhưng khi chứng kiến cái xác của Han Cheol, lòng cô đau như thể tựa ngàn vết cứa quanh. Người chết thì đã đi rồi, nhưng có lẽ nỗi đau những người ở lại sẽ còn kéo dài vô tận. Ở phía cạnh khác, nhớ lại câu nói lúc ở đồn của Thanh Cha, trung úy nghi ngờ cô ta đã biết tất cả mọi chuyện. Vì sợ mọi chuyện bị bại lộ, trung úy liền tìm đến chỗ làm việc của Thanh Cha.
cơ mà lại chỉ có cấp dưới đang ở đây. Tuy vậy anh ấy cũng đã biết Trung úy là kẻ nội gián, thậm chí anh còn nắm giữ chứng cứ buộc tội. Quay trở lại hiện tại, Trung úy hỏi cậu em thanh tra Do Hơn đâu, nhưng cấp dưới cũng không biết cô ấy đi đâu. Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu xảy ra. Đó là khi cậu em đi pha cà phê cho Trung úy, thì đột nhiên cô ta rút hàng nóng ra, thậm chí còn tàn ác dã thêm hàng chục viên đạn vào người anh ấy. Rồi sau đó thủ tiêu luôn chứng cứ buộc tội. Thanh tra trở về thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, cô nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện. Dù vậy thì tình trạng của anh ta vô cùng nghiêm trọng, nhưng trước khi gặp Trung úy, cậu em cũng rất nhanh trí đã mở điện thoại ghi âm, nghe lại cuộc nổ súng hùng hồn đó. Do Hơn lại càng trở nên đau lòng hơn, nhưng rồi cô đã nghĩ ra một kế hoạch gì đó. Rồi tới nhà đồng nghiệp giao lại những chứng cứ buộc tội Trung úy còn sót cho họ. Mà lúc này người Wang Cheol liền quẳng thẳng đệ tên chỉ huy vào cốp, bây giờ anh sẽ tới gặp chỉ huy băng cầm đầu. Nhưng Wang Cheol muốn một mình tự xử lý việc này, mà không cần đàn em đi theo cùng. Quả nhiên tên chỉ huy đã xuất hiện tại điểm hẹn. Đột nhiên Wang Cheol xuất hiện đánh phủ đầu hắn, anh ta quyết định sẽ sống mái với tên chỉ huy đến cùng. Hai người cũng đều là các ông trùm xã hội đen khét tiếng, nên họ đều ra đòn đánh vào chỗ hiểm của đối thủ. Nhưng tên chỉ huy đã nhanh tay bổ liềm vào chân anh, dù vậy thì cũng không thể làm khó được Wang Cheol. Hắn gắng sức bỏ ra nhặt hàng nóng thì đã bị Wang Cheol bổ liềm trả đũa lại. Dù bị hàng nóng chĩa vào đầu, nhưng tên chỉ huy vẫn rất ngang ngược. Hắn liên tục thách thức Wang Cheol, nhưng vì quá rõ phong cách làm việc của bọn này, Wang Cheol nhận ra tên này chỉ là một con chó sai vặt. Nếu hắn chết thì anh ta sẽ lên làm chỉ huy băng cầm đầu. Vì vậy Wang Cheol không chút do dự nã bi sắt thẳng hộp sọ hắn ta, và anh đã lấy điện thoại tên chỉ huy và chụp lại bức ảnh hiện trường hắn chết, rồi trực tiếp gửi lại cho băng cầm đầu và nhắn chúng mày muốn gì cứ gọi cho tao. Tiếp theo Wang Cheol đã tưới xăng ra khắp căn nhà. Cứ như vậy nơi này đã trở thành đống cho tàn, thằng đệ tên chỉ huy thì đã trở thành Ghost Rider. Có lẽ anh ta đã thành công tạo ra con đường cho riêng mình. Cùng lúc đó thanh tra đã tìm đến đồn cảnh sát, rồi lặng lẽ cầm súng tiến vào trong, không nói không rằng, trực tiếp nã một viên đạn lạc thẳng giữa trán Trung úy, thành công trả thù cho Han Cheol và cậu em. Những ngày sau đó đài truyền thông đã đưa tin rầm rộ, tất cả mọi việc đều bị cảnh sát phanh phui, họ đã tìm thấy hai cái xác ở sân nhà Wang Cheol. Còn Wang Cheol thì trở thành kẻ bị truy nã toàn cầu, tên chỉ huy và cô Trung úy kia được xác định là kẻ hai mang của tổ chức buôn ma túy. Còn về phần nam chính, kết quả phẫu thuật của cậu con trai không trùng khớp, nên họ sẽ phải chờ đợi người hiến tim phù hợp. Lúc này nam chính tự hỏi với vợ, tại sao cuộc hôn nhân hai người lại đổ vỡ ra thế này? Rõ ràng trước kia bọn họ vô cùng hạnh phúc mà. Và anh thực sự muốn biết lý do người vợ muốn ly hôn là gì. Nhưng Eun Ju chỉ đáp lại từ sau khi cưới anh, cô cảm giác bản thân bị coi như người vô hình. Ngay sau đó, cậu con trai đã chia sẻ cho Jong Ha biết cậu chỉ muốn bị bệnh như vậy hoài, vì chỉ khi có như vậy thì gia đình họ mới tụ tập sum vầy bên nhau. Mọi người nghe vậy thì chỉ im lặng thở dài, và Rae Ok So cũng xin lỗi nam chính về chuyện quá khứ, vì trước đây ông đã quá xa cách con trai. Nghe vậy Jong Ha ớt lại cảm giác được nhẹ nhõm phần nào. Nhìn vào cuộn băng gia đình ngày trước, Jong Ha nước mắt lưng tròng, anh ước gì có thể quay lại hạnh phúc ngày đó. Bản thân anh giờ đã nhúng chàm vào những việc phi pháp, không còn một hình tượng công dân gương mẫu nữa. Vì cảm thấy quá tội lỗi với những việc mình làm, nên sáng hôm sau Jong Ha quyết định đi đầu thú. Còn lúc này, sau khi gửi tin nhắn cho băng cầm đầu, thì Wang Cheol đã được bọn họ hồi âm, đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ trở thành thủ lĩnh băng cầm đầu. Cùng lúc đó, trên đường đi tới đồn cảnh sát đầu thú, Jong Ha cũng nhận được một cuộc gọi, và đầu dây bên kia nói rằng nhớ bảo vệ chiếc điện thoại này cẩn thận, tính mạng gia đình anh sẽ phụ thuộc vào nó. Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa. Có lẽ đây là cái kết mở dẫn đến A Model Family phần 2. Phim tới đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Cà Phê Review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.